Thưa quý vị, sau 3 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, chiều nay Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đến dự phiên bế mạc. Sau 3 ngày làm việc, Đại hội đã dành nhiều thời gian để tập trung thảo luận và có nhiều quyết sách đúng đắn, góp ý nhiều ý kiến có chất lượng vào văn kiện Đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố, văn kiện Đại hội lần thứ 13 của Đảng và bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 22 gồm 51 đồng chí và các chức danh chủ chốt trong Thành ủy và Ủy ban kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa 21 Trương Quang Nghĩa chúc mừng các đồng chí được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành khóa 22 và tin tưởng Đà Nẵng sẽ tiếp tục có bước phát triển mới. Là người con quê hương Quảng Nam Đà Nẵng, 3 năm qua trên cương vị Bí thư Thành ủy, bản thân tôi luôn phấn đấu để hoàn thành trọng trách Bộ Chính trị, Đảng bộ và nhân dân thành phố giao phó. Tôi xin được cảm ơn người dân thành phố Đà Nẵng đã luôn tin tưởng ủng hộ. Cảm ơn Đảng bộ, chính quyền, cán bộ, đảng viên thành phố đã tạo điều kiện để tôi được rèn luyện, trưởng thành và cống hiến nhiều hơn. Tôi xin được cảm ơn các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, các đồng chí trong Ban thường vụ, Thường trực Thành ủy đã đoàn kết, thống nhất một lòng, cùng nhìn về một hướng để lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với kỳ vọng của người dân Đà Nẵng anh hùng. Chúc Ban chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 luôn bản lĩnh, vững vàng lãnh đạo, đưa thành phố chúng ta phát triển theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 22 của thành phố đã đề ra. Đại hội đã thông qua nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 22 Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2025 là xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tiên phong trong đổi mới và phát triển, đưa Đà Nẵng trở thành đô thị khởi nghiệp sáng tạo, là trung tâm kinh tế xã hội lớn của cả nước, là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Tây Nguyên, quốc phòng an ninh và chủ quyền biển đảo được bảo đảm vững chắc, phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại. Đến năm 2030, xây dựng Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế xã hội lớn của cả nước, hướng đến đô thị sinh thái hiện đại, thông minh và đáng sống. Phương châm thực hành là đoàn kết, kỷ cương, nêu gương, hành động, tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm đột phá. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa 22 Nguyễn Văn Quảng đã phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Kính thưa đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Kính thưa các quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân thành phố. Thưa toàn thể đại hội. Sau 3 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu lần thứ 22 Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đại hội vinh dự được đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Đại hội vinh dự đón các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam anh em, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động đã đến dự và chúc mừng đại hội. Thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cơ quan Trung ương và các tầng lớp nhân dân dành cho Đại hội Đảng bộ thành phố. Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để Đảng bộ thành phố vững bước trong chặng đường mới. Thưa đại hội, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, quyết tâm và trách nhiệm cao, các đại biểu đã tập trung trí tuệ thảo luận sôi nổi. Nhiều ý kiến tham luận được chuẩn bị công phu, tập trung vào những nhiệm vụ then chốt, trọng tâm của nhiệm kỳ tới. Trên cơ sở đó, Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ khóa 21 và góp ý vào dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đại hội cùng các nội dung quan trọng khác. Đại hội đánh giá cao các văn kiện được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bố cục chặt chẽ, nội dung sát với đặc điểm, tình hình và yêu cầu xây dựng phát triển thành phố trong giai đoạn mới. Đặc biệt,
Đại hội đã quán triệt sâu sắc và tiếp thu đầy đủ tinh thần các văn kiện, dự thảo văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng, các bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các ý kiến góp ý của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban bộ ngành trung ương, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, các nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Qua đó đã đánh giá, phân tích một cách toàn diện, đúng mức những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 21. Đồng thời, xác định rõ quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và các giải pháp cơ bản trong nhiệm kỳ đến. Có thể khẳng định, các văn kiện trình tại đại hội là kết quả của trí tuệ tập thể, thể hiện khát vọng, tầm nhìn và quyết tâm phát triển Đà Nẵng trong tương lai. Đại hội đã thảo luận, tham gia nhiều ý kiến xác đáng và nhất trí thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ thành phố đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 22 gồm 51 đồng chí, thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, trình độ, uy tín, đạo đức và có cơ cấu hợp lý ở những lĩnh vực quan trọng để đảm bảo gánh vác trọng trách trước Đảng bộ và nhân dân thành phố. Đặc biệt, tỷ lệ cán bộ nữ đạt 21,56%, cán bộ trẻ đạt 11,76%, cao hơn yêu cầu của chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 22 xin hứa sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu gương và tuân thủ kỷ luật, kỷ cương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, kế thừa những kết quả thành tựu của các nhiệm kỳ trước đây, kiên định mục tiêu, định hướng phát triển thành phố bền vững, dám đương đầu với các khó khăn, thách thức và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung để xây dựng, phát triển thành phố ngày càng giàu đẹp hơn. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 22 đã họp phiên đầu tiên để bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 14 đồng chí, bầu các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 10 đồng chí và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy với tín nhiệm cao. Đại hội cũng đã bầu 18 đồng chí đại biểu chính thức, 1 đồng chí đại biểu dự khuyết, đại diện cho trí tuệ, nguyện vọng, mang tiếng nói của Đảng bộ và nhân dân thành phố gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Với những kết quả đạt được, thay mặt cho đoàn chủ tịch đại hội, tôi xin vui mừng báo cáo với Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cùng toàn thể Đảng bộ và nhân dân thành phố, Đại hội đại biểu lần thứ 22 Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể đại hội, để có được thành công đó, ngoài sự quyết tâm, nghiêm túc, trách nhiệm của toàn Đảng bộ, Đại hội xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và các ban bộ ngành trung ương trong suốt thời gian qua đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, góp ý và giúp đỡ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Đặc biệt, Đại hội xin chân thành cảm ơn đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị đã đến dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng, gợi mở nhiều định hướng, giải pháp để thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố đề ra. Đại hội xin cảm ơn các đảng bộ trực thuộc Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp, các bậc lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố, các cán bộ hưu trí, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ và các tầng lớp nhân dân đã đóng góp công sức, trí tuệ vào thành công của đại hội. Thành công của đại hội ngày hôm nay cũng như những thành tựu quan trọng
mà thành phố chúng ta đạt được trong 5 năm qua là sự kế thừa, phát huy kết quả, thành tích qua nhiều nhiệm kỳ. Đặc biệt, Đại hội đánh giá cao và trân trọng ghi nhận tinh thần trách nhiệm và những đóng góp quan trọng của đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy và các đồng chí nguyên Thường trực Thành ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 21. Các đồng chí đã đoàn kết, tâm huyết, bản lĩnh vượt qua khó khăn thách thức, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của thành phố. Đặc biệt, các đồng chí đã quyết tâm chủ động giải quyết những vấn đề có tính cơ bản, bền vững và tham mưu cho Trung ương ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách thuận lợi để tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển của thành phố trong nhiệm kỳ tới và các giai đoạn tiếp theo. Thay mặt cho Đại hội và toàn thể Đảng bộ thành phố, tôi xin trân trọng cảm ơn và kính chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và mong rằng với tình cảm, trách nhiệm, tâm huyết và kinh nghiệm công tác của mình, các đồng chí sẽ tiếp tục có những ý kiến quý báu, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của thành phố trong thời gian đến. Đại hội trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm, giúp đỡ của các ban bộ ngành trung ương, các địa phương bạn và các tầng lớp nhân dân đã hỗ trợ, đồng hành, chung tay cùng thành phố trong công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh COVID-19 để thành phố sớm trở lại trạng thái bình thường mới. Đại hội xin gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc với những mất mát, thiệt hại về tính mạng, tài sản của nhân dân miền Trung và bày tỏ sự khâm phục đối với những tấm gương dũng cảm hy sinh của các cán bộ, chiến sĩ trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân trong đợt bão lũ vừa qua. Đại hội cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí, trung ương và địa phương đã bám sát tình hình, thông tin kịp thời, chính xác, khách quan và đồng hành cùng thành phố trong quá trình chuẩn bị và suốt thời gian diễn ra đại hội. Đại hội biểu dương và đánh giá cao các tiểu ban của đại hội cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức và người lao động đã làm việc tận tụy với trách nhiệm cao nhất để góp phần vào thành công của đại hội ngày hôm nay. Thưa đại hội, nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 22 Đảng bộ thành phố mà đại hội vừa thông qua được xây dựng bằng trí tuệ, tâm huyết và thể hiện được nguyện vọng, ý chí của toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố, biểu thị sự quyết tâm chính trị rất cao của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025. Để thực hiện hiệu quả mục tiêu đại hội đã đề ra, ngay sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa 22 sẽ khẩn trương hoàn thiện nghị quyết, chương trình hành động và xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án lớn để nhanh chóng quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện đến toàn hệ thống chính trị, đến từng cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, sớm biến những quyết định của đại hội thành hiện thực. Sớm kiện toàn tổ chức bộ máy theo quy định của chỉ thị 35 và ban hành quy chế làm việc, đảm bảo thực hiện tốt các nguyên tắc sinh hoạt đảng, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Đề nghị từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đơn vị trong phạm vi, quyền hạn, trách nhiệm cần khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa nghị quyết đại hội và chương trình hành động trên từng lĩnh vực công tác và quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, nhất là ba nhiệm vụ trọng tâm đột phá với quyết tâm chính trị cao nhất gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Trong quá trình triển khai nghị quyết, chắc chắn sẽ có nhiều vấn đề mới, nhiều khó khăn thách thức phát sinh. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 22 cần phát huy cao độ sự đoàn kết, trí tuệ tập thể, dân chủ lắng nghe những ý kiến đóng góp của cán bộ đảng viên và nhân dân thành phố. Đặc biệt, mỗi đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy phải nêu gương đi đầu trong việc thực hiện các nguyên tắc, quy định của Đảng, bản lĩnh, quyết liệt trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, luôn bám sát thực tiễn, cảm nhận và thấu hiểu nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, vận dụng linh hoạt, phù hợp các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của pháp luật, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của Trung ương để tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tận dụng thời cơ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư,
kiên định mục tiêu phát triển bền vững, đặt lợi ích của người dân và thành phố lên hàng đầu trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết, để thành phố có những bước phát triển mới, mạnh mẽ, vững vàng hơn. Thưa đại hội, thành công của đại hội ngày hôm nay mới chỉ là bước đầu quan trọng. Phía trước của chúng ta, khó khăn, thách thức vẫn còn nhiều, nhất là diễn biến khó lường của dịch bệnh COVID-19, những bất thường của biến đổi khí hậu và tình hình phức tạp trên Biển Đông. Song, thời cơ và triển vọng của thành phố là rất lớn. Với niềm tin sâu sắc vào sức mạnh, ý chí, sự đồng thuận, quyết tâm của toàn đảng bộ, chúng ta tin tưởng rằng sẽ có nhiều kết quả, thành tích mới, làm nên một Đà Nẵng có sức sống, thu hút và lan tỏa nhiều hơn. Với phương châm đoàn kết, kỷ cương, nêu gương, hành động, đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố tiếp tục phát huy cao độ truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nêu cao ý chí, tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, thử thách, ra sức thi đua, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội, xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại theo tinh thần của nghị quyết 43 của Bộ Chính trị, đáp ứng kỳ vọng của Trung ương, của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố. Với ý nghĩa đó, thay mặt đoàn chủ tịch đại hội, tôi xin tuyên bố bế mạc đại hội đại biểu lần thứ 2 Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí và toàn thể nhân dân thành phố. Xin trân trọng cảm ơn.